Đây nè, đo cái lóng tay này nè, ấn xuống cỡ gần một lóng thôi, hiểu chưa? Đâu đo chưa? Đo vô. Ừ, rồi đó, nghe chưa, nhớ chưa? Rồi sau đó bỏ vô đây. Con đừng nói với mẹ là con không biết nấu nồi cơm điện nha. Nay nhà mình ăn cơm tấm á. Nói nghe nè, bây giờ á, con đổ nước vô để nấu cơm đi. Ồ, nhưng mà đông nước sao mẹ? Trời đất ơi, cái gì vậy? Con nấu cháo hả? Con đã nói là không biết đông bao nhiêu mà. Chán ghê á, thiệt á. Nè, con nhìn nè. Đây nè, đo cái lóng tay này nè, ấn xuống cỡ gần một lóng thôi, hiểu chưa? Đâu đo chưa? Đo vô. Ừ, rồi đó, nghe chưa, nhớ chưa? Rồi sau đó bỏ vô đây. Con đừng nói với mẹ là con không biết nấu nồi cơm điện nha. Đó, ấn cái nút là xong, hiểu không? Bây giờ nghe mẹ tiếp nè. Chút xíu con sẽ nướng cái sườn này. Ồ, sườn này không cần ướp hả mẹ? Nè con nhìn nè, con phân biệt nè, cái thịt này là thịt chưa ướp nè, thịt này là thịt ướp rồi nè. Con thấy cái màu sắc nó khác hẳn nhau hay sao? Nè, có hành, có tỏi, có bột nêm trong đây nữa nè, tùm lum nè, thấy chưa? Trời, con đi ăn cơm tấm ở ngoài á, cái miếng sườn á, lúc nào nó cũng ướp rồi, nó mới thấm đượm, mới ăn mới ngon, đúng không? Đúng không? Dạ. Nhớ nghe chưa? Rồi nghe tiếp nè. Cái này đó nha, cái này nè, thịt băm nè, mộc nhĩ nè, hiểu không? Chút xíu á, con chỉ cần sắc cho nó, tức là cho nó nhuyễn hết đó, rồi mình bỏ vô cái tô này, mình lấy trứng mình đập vô, hiểu chưa nha? Rồi sau đó đó là con sẽ làm tiếp cái phần, nó gọi là cái phần hành phi. Là cái đống hành này á, là con cắt nhuyễn ra cho mẹ. Con cắt nhuyễn ra, sau đó là con bỏ vô trong lò, con xào lên. Hành này là hành phi, nhưng mà là phi hành lá xanh, không phải là cái hành tím này. Hành tím á, là mình phi, mình sắc ra, mình phi lửa nhỏ cho nó giòn cái hành lên. Nhưng mà cái đó là mình sẽ ăn bánh ướt. Còn cái này là mình ăn cơm tấm, thành ra là cái hành này nó cũng là phi, nhưng mà khác. Mình cắt ra rồi bắt đầu mình trộn với lại dầu, hiểu chưa? Vẫn phải giữ cái màu xanh của nó để làm gì? Để khi mà mình có cái dĩa cơm tấm gì mình rưới lên như vậy á, nhìn nó sẽ rất là ngon. Con hình dung chưa? Dạ mẹ, hay là mình mua đồ ăn sáng ở ngoài nha. Con thấy bây giờ đồ ăn sáng ở ngoài đã bán nhiều món ngon lắm. Con đi mua cho. Thực ra cái bữa sáng là cái bữa mà đông đủ nhất. Ở nhà mình á, là như vậy đó, con hiểu không? Hơn nữa anh Minh á, là cái bụng anh Minh yếu lắm. Anh Minh chỉ cần ra ngoài ăn sáng thôi là bị đau bụng liền. Con là con dâu của mẹ, con phải biết nấu đồ ăn chứ. Nhưng mà sao? Bây giờ nè mẹ nói cái gì mình cũng sẽ phải học. Con hình dung chưa? Ngày trước á, bà nội chỉ mấy lần là mẹ biết hết luôn vậy đó à. Nghe chưa? Dâu của mẹ nhập gia là phải tùy tục. Thứ nhất là bữa ăn sáng là bữa quan trọng nhất của gia đình mình. Thứ hai, bắt buộc con phải biết nấu ăn. Nghe chưa? Anh nhớ đó nha. Thấy bóng của mẹ cái là anh kêu em liền nha. Biết rồi, nói hoài à, nhớ rồi. Quý khán giả ơi, hãy nhanh tay cùng đề cử cho Giấc mơ của mẹ là bộ phim truyền hình được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng năm 2022 nhé. Bước 1, truy cập vào trang web maivang.nld.com.vn vào mục phiếu đề cử và điền thông tin theo yêu cầu. Bước 2, chọn hạng mục phim truyền hình được yêu thích nhất, điền tên phim Giấc mơ của mẹ và bấm gửi phiếu đề cử. Bước 3, soạn tin nhắn trên điện thoại theo cú pháp Mai Vàng, viết liền không dấu và gửi đến số 8100. Mức phí của mỗi tin nhắn là 1.500 đồng. Cảm ơn quý khán giả luôn yêu thích bộ phim Giấc mơ của mẹ. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.